Honor được thành lập ngày 16 tháng 12 năm 2013 nhằm đáp lại tiếng gọi của kỷ nguyên di động thông minh. Để sản xuất ra những chiếc điện thoại thông minh theo xu hướng công nghệ trẻ, đi đôi với việc thấu hiểu đam mê những người dùng trẻ tuổi trên toàn thế giới. Hơn 5 năm qua, Honor đã có những bước phát triển đột phá và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu điện thoại di động thông minh hàng đầu thế giới. 8 trung tâm thiết kế lớn được thành lập trên toàn cầu, dành hẳn 15% doanh thu hàng năm để đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển. 16 trung tâm nghiên cứu và phát triển, Honor luôn đi đầu về khoa học công nghệ, có những bước đổi mới táo bạo và dũng cảm khám phá xu hướng công nghệ của tương lai. Mục tiêu cốt lõi trong chiến lược của Honor là không ngừng nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra sự đổi mới sáng tạo, chú trọng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đem tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. 7.000 chuyên gia và kỹ sư tài năng hợp tác trên toàn thế giới đang không ngừng tìm tòi nghiên cứu để phá vỡ ranh giới công nghệ và thúc đẩy phát triển các công nghệ mới cho tương lai. Tất cả các sản phẩm Honor khi nghiên cứu và phát triển đều tuân thủ tuyệt đối quy trình kiểm soát chất lượng TR1 đến TR6 với hàng ngàn thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo khả năng chịu được va đập, áp suất, nhiệt độ khắc nghiệt và không thấm nước của từng sản phẩm. Cam kết chất lượng được Honor kiên quyết thực hiện với phương châm không để bất cứ một sản phẩm lỗi nào đến tay khách hàng. Điều này được chứng minh bằng kết quả sau thử nghiệm, thiết bị vẫn hoạt động tốt với hàng ngàn lượt chạm màn hình, nhấn nút và sạc pin. Thông qua việc không ngừng cải tiến và đổi mới, Honor đã liên tục vượt xa mong đợi của người dùng. Honor là biểu tượng của cải tiến công nghệ điện thoại thông minh, đã thay đổi cuộc sống của chúng ta với công nghệ trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong từng thiết bị. Sự gắn kết của Honor với cuộc sống và cá tính của những người trẻ tuổi trên toàn cầu đã tạo ra một thế giới đích thực và tràn đầy năng lượng, đủ để thấu hiểu và luôn kề vai sát cánh bên họ. Honor hợp tác tài trợ cho các cuộc thi thể thao mạo hiểm FISE, chạy đua marathon quốc tế Nga, đường đua sắc màu của Pháp nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ có cơ hội đắm mình trải nghiệm những hoạt động thể thao đầy cảm hứng. Theo xu hướng toàn cầu, Honor luôn bắt kịp và thích nghi với văn hóa của từng địa phương ở những nơi mình hiện diện. Honor toàn cầu đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, đạt được mức tăng trưởng 100%, trở thành thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ 5 trên thế giới. Các sản phẩm và thiết kế của Honor được trao giải và tán dương bởi các cơ quan, tổ chức về truyền thông công nghệ trên thế giới. Tăng trưởng nhanh ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Myanmar và Indonesia. Chất lượng và thiết kế của Honor liên tục nhận được sự khen ngợi và yêu thích của người dùng trên toàn cầu. I'm a big fan of Honor. I've been a fan of Honor since Honor 7. I thought this is such a stylish phone. I love Honor. Đó chính là Honor.